và lính mới gọi gùng tới qua bắt rồi. Ai bắt? Ok, sau khi mà yên ổn ngon giấc tại khách sạn rồi, anh em có năng lượng lại rồi, thì hôm nay mới bắt đầu vô cái tour chính thức nè. Thì bây giờ mình mới bắt đầu sửa soạn, kiểm tra xe, kiểm tra lại đồ, rồi anh em gọi là nói chuyện với nhau trước khi mà bắt đầu vô cái tour chính thức. Thì sau khi cái tour đầu tiên là con ó mình chinh phục xong, thì mình phát hiện ra là mình đi hai cái túi thì mình sẽ không có được vui vẻ chơi. Nó cảm giác như là mình không có được kết nối với cái xe, cho nên cái xe rất là nặng. Nó nặng cho nên là mọi thứ nó chạy nó rất là khó chịu. Nên là mình quyết định để hai cái túi ở nhà và mình dồn hết đồ của mình vô ba lô và túi trước, và cột một ít đồ ở phía sau đi cho nó thoải mái. Thì ok, bây giờ là anh em mình bắt đầu lên đường nha. Cho một ly cà phê sữa. Thôi con gửi cô luôn nha. Cảm ơn cô. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Cho miếng rồi, cho ngậm miếng. Người bốn miếng đi. Rồi. Lấy vị thôi. Lấy vị thôi. Nè uống miếng không? À, cái gì thì cái, đây là cái thói quen mà mình đã duy trì được hơn 3 năm mình đi tour. Đó là rác, là mình phải vứt vô thùng rác hoặc là mình đem về nhà chứ mình không có vứt dọc đường. Cái đó, thói quen này rất là tốt nha các bạn, nó rất là văn minh. Thì các bạn có đi tour thì nên nhớ cái duy trì cái thói quen này nha. Nếu mà bạn nào chưa có thì thôi tập cái thói quen này đi, nó sẽ rất là tốt cho hình ảnh của tụi mình. Rút kinh nghiệm, mốt mà cứ đi lại cái tour này á, là nhất định là mình sẽ đội theo cái nón cao cao. Chối quá là không chịu được luôn, phải lấy cái tay che, chứ không che là như là mù luôn, mù tim luôn, không thấy gì để chạy hết. Xả lớp chứ. Chối quá không thấy đường luôn, còn khỏe nó xuống cái cảnh. Thiệt mà, chó đâu thấy đường đâu, không thấy đường chạy mà, báo thiệt. Đi. Chị, nhường cho cặp này lên chơi. Ôi. Mình là sơ hở là mình bắt đầu. Còn cái bạn thi ở phía trước á, sơ hở là bạn té liền à. Cái sơ hở là bạn té liền à. Cô tôi dây. Đạp đó, đạp đó. Đạp đó một cái. Ở đây lâu lâu á, mà họ nó có mấy con dốc rất là cao. Nghĩa là bây giờ em nhìn dưới mặt đường đi, mà lâu lâu đảo mắt lên trên cao, xa xa xíu nha. Ví dụ mà lỡ mà gặp cái đường đó rồi đó, là để cho người ta đi trước. Đi từ từ. Tới khi mà đủ khoảng cách dài rồi đó, thì một ga lên luôn. Tại xe em nó không có lên dĩa. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua. Đây. Thi ơi, đừng có dùng thắng trước. Ok. Để số 1 hoặc số 2. Nếu mà có bóp thắng trước thì rè nhẹ thôi. Nói chung là nhẹ thôi. Nhưng mà không đạt thắng sau luôn. Thắng sau phải thắng chứ. Đạt thắng trước là nó quẹo. Xử lý thắng trước là nó quẹo cổ. Không thở đi từ từ. Mãi mấy cái người té để mình quay. Thiệt khổ ghê.
Chống lên rồi. Chờ nó bú vú nè. Kệ bú vú không? Bú cái khác cái cò vú vú. Thì cũng phải có từ trên xuống dưới chứ. Nhẹ nhẹ thôi. Má nó qua có queo không? Thì giờ hai cái chân lên. Té thì đưa cái chân xuống. Đây là con suối đầu tiên nè. Hôm bữa anh đi từ bên kia anh đổ qua đây. Đây là con suối cuối cùng. Thi, thi, thi. Chạy vậy nè. Mở hàng cái nó hên cái nào. Mở hàng đi. Lính phụ đây, lính giúp đỡ. Giúp đỡ với Thi, giờ đỡ, đỡ ngã xe. Cái địa hình suối đó rất là khó chịu nha các bạn. Tại vì á, cái đầu tiên mà nó gây khó chịu đó là cái nước nó đẩy các bạn qua một bên. Má nó tán em qua một bên luôn cơ. Cho nên là khi các bạn chạy lúc nào cũng có cảm giác là ai đẩy mình qua một cái bên gì đó, xuống nó chạy hướng nào thì nó đẩy mình đến hướng đó. Là thứ nhất, thứ hai là các bạn sẽ không thấy được mặt đường đó là cái gì. Cục đá nhỏ, cục đá lớn, cục sỏi nhỏ là cục sỏi lớn, các bạn sẽ không thấy được. Nên là cũng không có tìm được cái len để các bạn chạy. Và cái đặc biệt quan trọng nhất mà làm mọi người té đó là nó trơn. Nó trơn khủng khiếp luôn á các bạn. Tại vì ở dưới suối á thì nó sẽ có mấy cái viên sỏi. Mấy viên sỏi đó mà nằm lâu ở dưới suối á là nó sẽ có rong rêu rất là nhiều. Thì cái địa hình suối là cái địa hình mà mình rất là sợ. Đây là con suối khó nhất rồi đó. Hay quá. Đi bên trái dễ hơn. Ôi, cao quá trời cao mà. Đó, đi bên chỗ của anh ấy dễ hơn. Chỗ hẹp dễ hơn. Ủa? Anh đi chỗ hẹp dễ hơn, bên chỗ này của anh thấy khó nè. Hôm bữa nguyên một đám cạt bên đó nhiều lắm á. Hả? Ừ, mà đi bên này, đi qua cái một à. Anh Hiệp chạy qua cái màu đó là anh Hiệp thôi. Thì đúng rồi, đó là anh Hiệp thôi. Có thấy đường đéo đâu mà chạy. Ê, có nước nè. Nước đâu rồi? Nó đập gió hả? Nó sàn đó. Sàn hả? Sàn. Nước không anh ơi? Thôi 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 thôi. Thôi thôi thôi, nước ra bô quá trời luôn. Đã chút lên rồi mà. Chút chút chứ nó ra quá trời luôn kìa, nó xịt một đống luôn kìa. Anh đạp phát một nó ra một đống luôn á. Và nó dính dòng á. Bích mới gọi. Gồm tới qua bị bắt rồi. Ai bắt? Giờ đang chết cam rồi mà ở đây sống yếu quá. Đụng mấy giờ tao ở đây mày ở đây. Biết sao giờ?
đang ở đây. Mới được nhận tin đi qua mấy bạn ở shop mở cửa đi về rồi đóng cửa rồi nó chạy ra mà không có để ý, rồi cứ đóng bấm cửa rồi cứ chạy về thôi, cứ cửa nó từ từ tự xuống hiện rụng nó chạy ra. Thì mới được tin là rụng nó tìm không thấy nó. Mình ở đây, Trí ở đây, thuộc rụng chắc tới số rồi. Mình nằm mơ thấy nó mấy bữa nay, mà mấy bữa nay ở nhà cũng thấy nó, tự nhiên nằm mơ cái thấy nó, tự nhiên nó có điềm các bạn, tự nhiên nó có điềm, kiểu nó bất an sao á, nhưng mà kiểu mình nghĩ là cũng bình thường thôi. Nhất quá ta, lần này hết cứu rụng được rồi. Nguyên một đoạn sau á là mình chạy mà bị tụt mót luôn các bạn, kiểu cảm giác nó mất rất là nhiều năng lượng khi mà mình nghe được tin rụng nhà mình nó bị bắt á. Nói chung là mình không còn năng lượng nữa, mình chạy rất là mệt mỏi, cảm giác người nó rất là uể oải luôn. Nhưng mà thôi cũng phải ráng đi với anh em chứ không lẽ giờ mình phải lại quay đầu. Nó không phải vì cái nỗi buồn của mình mà mình lại mất đi cái cuộc vui của mọi người thì nó lại không hay. Nên thôi mình cũng ráng mình chạy, nói chung cũng đang trong cái tâm trạng rất là khó chịu. Thi ơi, có tốc độ thì xuống luôn. Có tốc độ nha, cái này không có tốc độ bấm đằng trước là té. Ui. Anh có đổi vị trí không? Bây giờ em dắt anh quay anh support cho nó nhanh, tại đẩy tốc độ lên. Mình rất là tự tin khi mà mình đi với một cái nhóm anh em mà có kinh nghiệm á, tại vì á thật ra là mình đi nhiều rồi, mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm, chẳng qua là kinh nghiệm lái xe, kinh nghiệm vượt những cái đường mà mình chưa từng đi thì mình không có đâu, chứ còn về kinh nghiệm ở những cái vị trí trong một cái nhóm vượt là mình có, nhất là cái kinh nghiệm làm leader á, mình rất là rành luôn, nghĩa là mình điều hướng tốc độ của mọi người trong cái nhóm của mình á thì mình đã có rồi, cho nên là khi mà qua cầu cào á mình có thể thay thế bất kỳ một cái vị trí nào ở trong một cái nhóm upright, kể cả là những cái người mà dày dặn kinh nghiệm mình đi thì mình vẫn có một sự tự tin, một cái sự tự hào nhất định, thì tại vì mình đã đi vượt hết 3 năm mấy rồi, cho nên là mình có nhiều kinh nghiệm lắm. Qua đi, đi theo cái đường nè, rất dễ, đừng có tâm lý. Đúng rồi. Tất cả cái đường đó, nó như cái đường thôi, đừng có tâm lý không? Ý là tại vì em sợ em quẹo được. Trời. Không, đừng có tâm lý. Làm gì làm phải có ga. Bánh nó phải quay. Chỉ cần nó dừng lại cái là mình đâu, bản thân mình chống chân không tới là phải cho bánh nó quay liên tục. Và lý do mà mình đưa cái bản thân mình lên vị trí leader thay cho anh Thái, tại vì anh Thái dẫn thì mình là người dẫn nhóm đi á, thì tại vì á mình biết á là sau khi mình nhận được cái thông tin của Rụng á là mình tụt năng lượng rất là kinh, mình tụt mốt rất là nhiều, cho nên mình sợ là khi mà thấy anh em té, thấy cái bạn Thi bạn té á, mình không có hỗ trợ được, cho nên là không, mình cứ lên trước để với anh Thái ở phía sau, để anh Thái có gì anh Thái phụ cho nó tiện, cho nó dễ. Chứ nhiều khi mình nhìn anh em té mà mình không phụ được thì mình cũng rất là áy náy. Và đó là lý do mà mình lên vị trí leader nha. Mấy cái này cứ đứng thẳng lên. Lên da thôi. Thở đi lên. Mấy cái này á, mình cứ lên da là cái bánh nó đi qua luôn, là cái máy nó phải đủ mạnh. Ví dụ mà nó chuẩn bị liệm á, mình ra con, mình lên ga là nó tự nó qua, nó nhẹ nhàng lắm. Đừng có nặng nề quá. Nặng nề quá là té. Mình chậm là mình té. Hiểu không? Cứ mạnh ga lên. Đây để qua cái anh Phong. Bữa té cục này nè, cái đây nè. Đang đi lao xuống rồi không chịu, dừng lại, không té. Để tâm lý.
các bạn thấy mình chạy cái dù qua thấy nó dễ chứ thực tế nó không có dễ như vậy đâu các bạn. Nó đang là một cái dốc rất là cao mà nó có đá, mà quan trọng nhất á là ngoài cái đá là nó có cái cục bê tông cao, thì các bạn phải đủ ga các bạn qua cái chỗ đó. Kể cả các bạn có kinh nghiệm dày dặn cỡ nào đi chăng nữa thì tới cái đoạn đó mà các bạn không đủ tốc độ thì các bạn cũng vẫn sẽ té như thường à. Đoạn này bữa mình té lần rồi cho nên mình có kinh nghiệm, nhưng mà bữa đó mình té dốc xuống, còn hiện tại đang dốc lên, các bạn nhìn vậy thôi chứ dốc lên rất là cao nha. Kể cả mình đã có kinh nghiệm cho cái nhánh đường này rồi thì cái lúc mà mình lên đó thì nó cũng rất là chật vật mới lên được, chứ không phải là các bạn xem thì thấy nó dễ, nhưng mà thực tế là trong cái thời điểm đó mình cũng chật vật lắm để mình lên được cái dốc này. Qua đây luôn chứ ơi. Biết sao không? Mấy cái đoạn á mà tự nhiên đang đi á, nó đang là dốc lên, cái nó có cục gờ, thì nhiệm vụ của em á, trước khi cái bánh trước đụng cục gờ đó đó, là phải hụn ga thật mạnh để cái bánh trước nó qua cái cục gờ đó, thì em dặn ga thì nó sẽ không bốc đầu. Còn nếu mà tới em bắt đầu em mới thấy được cái cục gờ mà em lên ga, nó sẽ nhật ngược lên. À, giống như anh chơi thú nhúng vậy anh Linh. Đó coi đó. Rồi hết đi luôn. Ở chặng đường leader luôn. Vậy thôi em. Cho nên là đổi lại cái vị trí đó là anh Hiệp sẽ là người hỗ trợ những cái người mà đi qua suối. Thì kể cả là mình luôn thì mình, tại vì mình hơi lùn, không cao bằng anh Hiệp. Anh Hiệp cao với là anh quá dày kinh nghiệm rồi, cho nên là anh sẽ đi trước, sau đó anh đi bộ vô ở giữa suối để anh phụ mọi người qua. Thì đó là cái tinh thần đồng đội rất là tốt trong cái nhóm cào cào. Thì mình rất là thích những cái tình huống như thế. Vì trong cái map này mình sẽ không biết trước được rằng là cái suối tiếp theo nó có cao hay là không. Cho nên là với cái cương vị mình đang đảm nhận cái vị trí leader á, thì nhiệm vụ của mình là đẩy tốc độ nhanh nhất có thể, không cần phải chờ tất cả mọi người qua rồi mình mới đi. Tại vì ở phần sau á, phía sau mình á, là rất là nhiều người có kinh nghiệm. Cho nên á, cái phong cách làm leader của mình á, là mình chỉ support, mình chỉ chờ những bạn đi yếu qua thôi. Còn khi mà những bạn yếu qua rồi á, thì mình sẽ đẩy lên, mình sẽ đẩy tốc độ lên để tới cái điểm tiếp theo thì nó sẽ nhanh hơn một chút so với việc là tất cả mọi người qua rồi tất cả mọi người cùng đi rồi tất cả mọi người cùng chờ. Thì đó là cái kinh nghiệm làm leader của mình ha. Thế đi luôn, đi luôn. Té. Thế mà nó đứng nghỉ. Ai đâu em biết nó mệt đâu. Tại vì em tính nó đẩy được nó qua được cái suối nào mừng cái suối đó. Cái anh nãy anh thấy ngạc nhiên là nó không té. Anh thấy xe dẫn đầu đi đó luôn, không có đánh lá được gì hết. Thi ơi, mở cái nón ra thở xíu đi, tiếp. Tiếp đi mọi người, đường còn xa lắm á, đi mới nửa đường thôi á. Ý là nãy giờ qua hết đây. Nãy giờ mình được nửa đường. Mới được nửa đường à? Nửa đường đó anh. Nếu mà tính nghe cái tour, cái tour bữa 18 xuống em đi từ xuôi á, là bây giờ mình đã hơn nửa đường luôn rồi đó. Bây giờ đã ga luôn rồi đó. Bây giờ gần như là ga luôn rồi đó. Em nhanh ga quá vậy. Thì em nhanh ga lắm, đùng là em ra, em nhạy cảm lắm. Rồi đi. Go. Dắt xuống luôn hả? Leo lên đi bình thường. Hết dốc rồi. Từ từ nha. Má một ăn cỡ nhẽ được không à? Thi té nặng lắm, chờ xíu.
cấp gì đó. Có sao không? Không. Tay chân có sao không? Mắc cái giò em vô cái xe nó má hơn rồi nó ngừng quay chứ không đi. Má nghe quả vậy. Đúng là em đi cái cảnh này nhưng cái quan trọng là em đồ ra cái chân em nó chèo tay không có chịu. Giờ làm sao? Ý là ví dụ anh thì anh làm sao? Nếu mà là anh thì anh sẽ đi đây luôn. Đi ở đây luôn á hả? Ừ, mắc gì cũng được, cũng là cái đường thôi. Nhưng mà lỡ ví dụ như anh bị kẹt ngay cái chỗ nào đó anh không được. Thì bóp đầu quá. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Ok, giờ lên đây nha. Đây, đây, đây. À, đèn xuống rồi kìa. Này mà không có ga lên là lụi máy cái bé này. Rồi một ga lên luôn nha, một ga lên luôn nha, dốc cao nha. Hết kẹt phải không? Hết rồi, chạy thẳng lên đi. Có làm rất là nhiều video về cái kinh nghiệm khi mà đi đèo an toàn. Thì an toàn không có nghĩa là không vượt nha, nhưng mà mình vượt trong một cái điều kiện hoàn hảo nhất. Khi mình vượt á thì mình dứt khoát nha. Ví dụ tình huống này nè, mình thấy từ xa là không có người rồi thì mình lên ra vượt luôn. Và khi mà mình muốn vượt á là mình sẽ đi xa cái xe ở phía trước chút để mình còn nhìn thấy tầm nhìn, không có kè sát đít. Tại vì khi mà mình kè sát đít cái người ở trước á thì mình sẽ bị khuất tầm nhìn rất là nhiều. Mà nếu mà gần quá mà đằng trước có chuyện gì á thì mình sẽ không có ý thức được rằng là mình phải né, hay là mình sẽ không biết né ở đâu để mình sẽ không thấy được cái gì đó. Ví dụ một khoảng cách như thế này để mình thấy được cái lane bên kia nó không có người thì mình vượt. Nếu chỉ có 1% không an toàn có nghĩa là nó sẽ bị khuất, hoặc là sẽ có 1% nào đó có người từ dưới họ chạy lên. Và nếu mà họ chạy lên mình không thắng được, hoặc là mình không có một cái lane đường nào để mình đi vào thì mình sẽ không vượt ha. Tại vì tất cả xe đều đang đối đua nhau rất là dài, mình sẽ vượt từng chiếc. Trong trường hợp này mình thấy từ xa rồi, đáng lý là mình vượt được mà, nhưng mà sẽ có xác suất một xe nào đó họ chạy từ dưới lên đó. Bây giờ tình huống này mình thấy chắc chắn là sẽ không có xe chạy lên nè, nhưng mà nó đang ở đường cong thì mình chỉ cái tầm nhìn của mình nó đang rất là gần, mình cảm thấy nó không an toàn là mình không vượt. Tại vì kể cả là mình không vượt thì mình vẫn đi được cái tốc độ rất là cao rồi, khoảng 50 rồi, cho nên là không cần phải vội hết. Ở vì tình huống này nhìn xa là thấy không có xe, nhưng mà nó đang ở đường cong là không vượt. Cái tình huống này vượt phải được nè, nhưng mà cái đường mặt đường nó đang ướt, vượt phải thì mình phải lên da cao. Và đối với xe cao cao hoặc đối với xe khác mà mặt đường có dính nước thì nó dễ bị trượt đó, thì đó là không an toàn. Bây giờ tôi nè rất là dài, mình vượt một xe. Ok rồi, xin nhanh vô đó, coi như mình vượt được một xe rồi. Mình lại tiếp tục qua bên phải, mình nhìn được, mình sẽ nhìn được rất là xa. Ồ, hết đèo rồi, không chia sẻ được. Nhưng mà đó, nguyên tắc của vượt trong đèo có nghĩa là trong đèo không có nghĩa là cái mình không vượt. Nếu mà đằng trước nó chỉ đi tốc độ quá chậm, chậm hơn mình mong muốn thì mình có thể vượt để đảm bảo tốc độ của mình, không phải là đi chậm là an toàn các bạn. Rồi, hy vọng qua video trên thì các bạn sẽ có chút kinh nghiệm cho cái chuyến trên của mình ha. Cái chuyện rụng bị bắt là thật nha các bạn, không có bịa, không có xạo gì đâu. Nhưng mà nó có một cái mình muốn chia sẻ với các bạn là cái lúc mà thay tin rụng bị bắt tới cái lúc mà mình nhận tin là nó đã tìm ra được á, thì nó cũng chỉ trong ngày hôm đó thôi. Nó mất khoảng 2 tiếng. Mình đã dằn vặt mình rất là nhiều trong vòng 2 tiếng đó. Nói chung là không tả được các bạn, không có diễn tả được cái cảm giác đó. Cảm giác như mất mát cái gì rất là lớn thì không thể nào mà diễn tả bằng lời. Nhưng mà nó có một cái chuyện vui.
muốn chia sẻ với các bạn đó là nhân viên của mình, tự nhiên quên tên nó ngang, bạn Huân hay bạn Duy gì đó, nói chung là nhân viên của shop á, đi kiếm nó thì ra có ra Lê Hồng Phong. Thì bạn nhân viên của mình vừa ra Lê Hồng Phong thì con rụng cũng mới gì được đem ra Lê Hồng Phong, mới vừa đem ra luôn, chuột về, chuột con dụng rồi với giá 5 triệu hay 6 triệu gì đó. Xong cái nhân viên của mình trả giá được xuống 4,5 triệu nhưng mà không có tiền. Thì các bạn biết cái người mà cho chuột về đó làm sao, nó là về đi, mang nó về đi, chút ghé shop lấy. Nghĩa là người ta biết con rụng nó là con của mình luôn á, và biết nó ở đâu luôn á, gọi là chó idol được chưa, mình có thể gọi nó là chó idol được chưa. Nhiều khi mình ra đường á, người ta còn không biết mình là ai nữa, nhưng mà con rụng á thì rất là nhiều người biết, fan của rụng nhiều khi nhiều hơn fan của mình nữa. Thì cũng may mắn là chuột được nó về, và đây có thể nói là lần thứ tư nó thoát chết rồi các bạn. Người ta là nhất quá tam, thì trong video mình có nói là nhất quá tam là cái gì cũng 3 lần thôi, nhưng mà nó đã vượt qua lần thứ tư 4 lần rồi, chưa mất chưa chết. Các bạn thấy không, duyên, nó là duyên số, nó là một cái hệ tâm linh, bị cán lò ruột không chết, bị đem cái lên phong không chết, bị đụng vẽ dò lại chí chế chí chá được 3-4 bữa sau lại đi thì nhông đi ra đường tiếp. Rồi gần đây nhất là bị chụp đầu vậy mà không mất. Hay đó là lý do mà mình nói các bạn á, là các bạn làm ơn đừng có nhắn tin cho mình qua vlog rồi qua kênh Facebook cá nhân rồi Zalo rồi qua shop là anh ơi nhà mất con chó, nhà mất con mèo, nhà mất con thỏ, nhà mất con chuột, mất con này mất con kia, vậy thì giờ làm sao để tìm. Trời ơi, tôi cũng đâu có biết, tôi cũng đi khắp làng xó chợ, các bạn coi lại cái video mà mình đi tìm con rụng á, mình cũng tá hỏa đó, mình cũng nhảy đung sùng, thì muốn là phải tìm cách chứ đừng có nhắn tin cho mình. Cái những cái số điện thoại mà mình public trên video đó là gần như là bây giờ mình không có gọi được luôn, thì tại vì quá nhiều người gọi. Cái nạn mà mất chó mất mèo ở riêng cái Sài Gòn này thôi đó, ngày nào cũng có chuyện xảy ra, ngày nào cũng có người mất chó mất mèo. Cho nên là lời khuyên của mình á, ok, các bạn có thể là nuôi chó mèo thì nó kỹ một chút ha. Còn nếu lỡ xui mà bị mất, vậy thì mình chỉ muốn hỏi các bạn một câu là cái con vật đó đối với bạn nó đáng giá bao nhiêu, trị giá của nó là bao nhiêu. Với mình nha, cái lúc mà mình chuột rụng về mình bất chấp luôn các bạn, mình bất chấp tiền luôn. Nó đối với mình lúc đó tiền nó không còn là vấn đề nữa rồi. Nên là bao nhiêu mình cũng chuột về đó, cho nên là mình đi đầu này mình đưa họ 500, mình đi đầu kia mình đưa họ 500. Mình xác định 500 là mất, 500 là mất luôn. Không có nhu cầu vì 500 đó mà mình tìm lại được con của mình và mình sẽ cho thêm bao nhiêu đó nữa, là mình không có nhu cầu làm chuyện đó. Các bạn cứ ra tất cả những cái tiệm chó mèo ở Lê Hồng Phong, nó gần như là đầu nậu luôn rồi. Mình không có khuyến khích các bạn là kiểu này nọ cho cái tiêu cực. Có nghĩa là ok, nếu mà bắt được thằng bắt chó thì phải làm gì đó với nó, thì đó là chuyện của các bạn. Còn mình thì mình chỉ muốn là mang con của mình về thôi. Thì đương nhiên rồi, đó là lỗi của mình, thì mình phải trả cái giá đó thôi. Các bạn ra tất cả những cửa hàng Lê Hồng Phong, mỗi một cái cửa hàng các bạn cứ để lại tất cả những cái thông tin, nghĩa là đặc điểm nhận dạng, số điện thoại của bạn, rồi chó của bạn là giống gì, màu gì, có hình là càng tốt, nhiều hình là tốt, có hình là được, tên của con đó, rồi bạn ở đâu, để lại tất cả những cái thông tin mà các bạn có thể cung cấp, làm một cái tờ rơi như thế này nè, xong các bạn phát, bạn dán cục điện. Nhưng mà có một lời khuyên nha, các bạn dán cục điện xong nhớ, bạn nhớ lột ra nha, dán chỗ nào nhớ rồi họ lột ra, tìm được thì lột ra, hoặc là vài tháng sau thì nhớ ghé lột ra. Nếu mà tìm không được thì các bạn đưa cho cửa hàng này, đưa kèm 200 ngàn, nói à nếu như tìm được em sẽ hậu tạ 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ gì đó. Đó là tùy vào cái doanh số của các bạn ha, tùy vào cái thu nhập của các bạn. Mình có thể đề xuất khoảng 2-3 triệu, có tiền thì đưa 500, không có tiền thì đưa 200. Nói giờ em mất con này vậy đó, giờ thì tìm được thì em có thể hậu tạ anh chị khoảng 2-3 triệu, 4-5 triệu gì đó. Thì có tiền thì người ta mới làm, không phải là một người làm, có rất là nhiều người làm cái chuyện là đi tìm giùm chó mèo bị bắt mất. Cho nên á là các bạn đừng có tiếc, các bạn hay tiếc tiền. Có nhiều bạn á, mình cũng xàm lắm, mình cũng dành rảnh lắm, mình cũng hướng dẫn nhau rồi nói điện thoại rồi ngồi nói chuyện rồi chia sẻ đồ làm lum la mất cả ngày của mình. Xong cuối cùng do là bạn đó không có chịu chi, nó để em đưa người ta 100 ngàn, xong người ta không tìm giùm em thì sao? Vậy lỡ người ta tìm giùm em xong em kêu công an bắt người ta thì sao? Ý là vậy, cho nên là nó là vấn đề là tình thương, thì là cân đong đo đếm bằng tiền thì nó cũng rất là khó để đưa ra con số chính xác. Nên là lời khuyên của mình đó, mấy bạn muốn tìm thật sự thì ok, 200 ngàn cho cái chỗ đó người ta tìm, người ta tìm được các bạn hậu tạ đúng với những gì mà bạn cam kết với người ta là xong. Ok, mang nó về thì mình sẽ có lòng thương nhiều hơn. Đó là chia sẻ của mình ha. Mặc dù nó không liên quan nhiều tới update nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ ra thôi. Đây là vlog mà, mình đã trải qua những cái gì, gặp những cái gì thì mình muốn chia sẻ lại thôi ha. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye.